Z3 nhé. Nhiều tiền như cảnh nó đổ đấy. Vâng, đổ thẳng ra ngoài bãi luôn. Phải bán rất lâu. Đang bán càng chán luôn. Đây là Z1 à. Z1 còn Z1 đầu nó còn sọc à. Sọc thẳng người. Đây là các bố bán hộ thì nó ăn cũng nhiều, các bố cứ cho ngón chân ngón tay vào giữa, các bố đóng vỉ thì mới cứ đến mới bốc thôi. Đấu đá mới đọc kia. Bán ôi bán của nhà mình. Đi bán nhà mình nó chéo lên kêu câu đảo. Đi bán hộ. Bán hộ mang tiếng. Bán hộ được rồi đéo đâu. Mà có mất cả đi mình. Vừa ra lò xong nha anh em ạ. Đây có mỗi gà chi rồi. Con Z3 này có gọi là con ta lai màu vàng. Con Z1 khác, con Z1 hoa mặt hoa trên đầu. Đấy. Nếu con nào chậm nhìn những con rằn thì